hello hello xin chào các bạn Đi đến với thuận capital ngày hôm nay hôm nay đó là tối ngày thứ tư tại hoa kỳ ở Việt Nam chúng bạn đã bước qua là ngày thứ năm rồi và hôm qua đã thường một công việc cho nên không có thời gian để mà chia sẻ video với các bạn ngày hôm nay đây thì chúng ta có khá nhiều thông tin thủ muốn chia sẻ để các bạn hiểu tình hình hiện bây giờ tại vì chúng ta đang chứng kiến rất nhiều màu đỏ khắp nơi các bạn chúng ta nhìn vào chứng khoán Hoa Kỳ đó thì hôm qua đã xuống rất là nhiều hôm nay lại tiếp tục xuống thêm các bạn cả ba chỉ số Dow Jones S&P 500 và Nasdaq đã đều đỏ ngày hôm nay hôm qua cũng đỏ hôm nay cũng đỏ chúng ta nhìn thấy được là vàng đây thì vẫn tiếp tục giảm các bạn giảm thêm không 0.38% ngày hôm nay mức là 1957 đô cho một ounce vàng. Chúng ta nhìn thấy được là hợp đồng dầu đó thì không có cái sự thay đổi nhiều. Trước đây hai ngày đó là giá cũng chỉ là 72 đô cho một thùng dầu bây giờ là 74 đô thì cũng không có thay đổi nhiều rồi các bạn. Và chúng ta nhìn vào pre market thì hiện bây giờ chúng ta thấy là Dow futures thì vẫn đang âm hiện tại nhưng mà S&P futures thì đã tăng 0.32% và Nasdaq futures thì tăng trở lại 1.32%. Crypto thì sao các bạn? Chúng ta nhìn vào BTC đó thì bây giờ đang ở cái mức là khoảng 26.100 đô các bạn chúng ta đã được cái giá BTC đã đi xuống từ cái mức là khoảng chừng 27.300 đô. Có nghĩa là từ hôm qua tới bây giờ đã đã xuống hơn 1.000 đô rồi các bạn. Chúng ta nhìn vào thị trường crypto ngày hôm nay đây, thì rất rõ ràng là chúng ta thấy phần lớn nó chỉ là màu đỏ mà thôi chúng ta có đồng NEO tăng 5.6% tại sao vậy tôi nghĩ là có thể là chúng ta có một chút xíu lạc quan liên quan đến việc là Hồng Kông sẽ mở cửa cho giờ crypto vào ngày 1 tháng 6 tôi sẽ chia sẻ thêm thông tin chi tiết với các bạn một lát nữa nhưng mà chúng ta nhìn chung đó, thì hôm nay crypto là một màu đỏ, chúng ta nhìn tổng số vốn hóa thị trường đó, thì xuống 3.1% và đó cũng là cái phần trăm chúng ta thấy là những đồng lớn đã xuống ngày hôm nay, giống như BTC đã xuống 3.8% ngày hôm nay, ETH cũng tương tự, chúng ta có BNB thì xuống 2.7% vân vân các bạn thấy được là phần lớn à, các đồng trong thấp 10, thấp 20 đó thì điều xuống phi tương tự như vậy thì tại sao vậy các bạn chúng ta có thông tin gì mới ảnh hưởng đến giá cả các tài sản hay không thì thật ra chúng ta cũng không có thông tin gì mới đâu các bạn chúng ta vẫn sẽ tiếp tục nói tới những đề tài mà mọi người đang quan tâm liên quan tới nợ trên của hoa kỳ liên quan đến fed à, đang có những suy nghĩ gì và thật ra đây chúng ta lại có những thông tin đó thường là lạc quan ngày hôm nay và các bạn có thể đi tìm kiếm những cái chỉ số như là tham lam và sợ hãi đi xem coi là tâm lý của những nhà đầu tư bây giờ ra sao nhưng mà chúng ta có thể nhìn một cách đơn giản hơn đó chính là nhìn vào tin tức các bạn khi mà chúng ta thấy được là có nhiều tin tức xấu rồi giá đi xuống đó thì đó là hợp lý khi mà chúng ta có tin tức tốt giá cả tăng thì đó cũng là hợp lý các bạn chỉ khi nào mà chúng ta thấy được là có nhiều tin tức xấu nhưng mà giá cả không ảnh hưởng thậm chí là tiếp tục tăng thì đó là dấu hiệu là chúng ta có nhiều sự phô mô trên thị trường và ngược lại những ngày mà chúng ta có nhiều thông tin tốt nhất là những thông tin tốt mang tính chất dài hạn đó, mà giá cả lại phản ứng tiêu cực thì đó là dấu hiệu cho chúng ta thấy là thị trường đang có rất nhiều những cái sự sợ hãi và đối với một nhà đầu tư dài hạn đó thì các bạn nếu như mà chứng kiến một chuỗi thời gian dài mà chúng ta có nhiều thông tin tốt mang tính chất gây dựng thị trường này dài hạn nhưng mà giá cả vẫn tiêu cực đó chính là những thời điểm tích lũy dài hạn và chúng ta đã thấy những cái thời điểm đó đã xảy ra giống như là cuối năm ngoái hay là năm 2018-19 của những chu kỳ trước đó và đối với một người có thể là họ thấy tin tức tốt nhưng mà giá cả phản ứng tiêu cực thì họ cảm thấy chán nản nhưng mà đối với một người khác thì họ có thể xem đó như là một cơ hội rồi bây giờ Thường sẽ bắt đầu chia sẻ những thông tin với các bạn Chúng ta bắt đầu với những tin tức lớn trước đi Thứ sáu tuần này đó chính là ngày thứ sáu cuối cùng của tháng 5 Và thường đó, ngày thứ sáu cuối cùng của một tháng Đó chính là ngày chúng ta có nhiều hợp đồng tùy chọn Như là hợp đồng option đáo hạn Và đợt này cũng không ngoại lệ các bạn Chúng ta thấy được là thứ sáu này đó có tổng cộng 85,3 nghìn BTC hợp đồng option sẽ đáo hạn trị giá khoảng 224 tỷ đô la và Ethereum nên thì chúng ta có 1.24 tỷ đô la hợp đồng option đáo hạn vào thứ sáu này cái giá max pen, uh, của BTC đó là 27.000 đô các bạn và cái giá max của Ethereum là 1.800 đô nhưng mà nào mà không làm được là option ấy, thì cách hiểu đơn giản nhất là đây là cái hợp đồng tùy chọn nó không giống như là futures các bạn futures thì các bạn có thể tiếp tục giữ hợp đồng cho đến khi nào các bạn đóng lệnh thì thôi nhưng mà đối với lại option ấy, thì có ngày đáo hạn đến ngày đáo hạn rồi đó mà nếu như giá cả không mong muốn thì các bạn sẽ hủy hợp đồng đó và các bạn sẽ lỗ cái tiền một hợp đồng và cái mức mà khiến cho nhiều người bị lỗ nhất những người mà một hợp đồng đó chính là cái mức 27.000 đô đối với BTC và 1.800 đô đối với Ethereum và khi chúng ta nhìn vào cái thống kê đến từ Contagraph về BTC đó thì chúng ta có thể nhìn bên dưới này họ đã thống kê được là hầu như ở cái thời điểm hiện tại đó phần thắng lớn là nhiên về ở bên đánh xuống có nghĩa là bên put ở bên hợp đồng option nên họ không có gọi là long hay short mà họ gọi là call nghĩa là những người bullish và put là những người mà bearish hơn thì chúng ta có thể nhìn thấy được là nếu như mà BTC ở mức giá hiện tại là khoảng chừng 26 đến 27 ngàn đô đó thì chúng ta có 2.600 lệnh kho nhưng mà chúng ta có tới 6.400 lệnh put có nghĩa là chúng ta thấy được phần thắng là nghiêng về là bên đánh xuống các bạn họ muốn giá ở cái mức 26 tới 27 chúng ta nếu như mà thấy giá xuống thêm một chút nữa ở mức là 25 tới 26 ngàn đô đó thì chúng ta thấy được là ở bên put họ sẽ lời được tổng cộng là 180 triệu đô la và nếu như mà giá xuống thêm một chút nữa các bạn xuống tới mức khoảng chừng là trong phạm vi 24 tới 25 ngàn đó thì chúng ta có 900 lệnh call nhưng mà tới 12.100 lệnh put có nghĩa là những người mà muốn giá cả đi xuống đó họ sẽ có lời lên tới 270 triệu đô ý khi nào mà giá cả tăng trở lên ở mức là khoảng 27 28 000 đô đó thì chúng ta được là cái số lượng coin và put nó gần như là cân bằng hơn và ở mức 27 000 đô chính là cái điểm max fan thường vừa chia sẻ với các bạn có nghĩa là nếu như các bạn là một cá voi mà các bạn đang có rất là nhiều những cái lệnh put uh, thì các bạn muốn giữ giá thấp dưới ánh giá này hay là thậm chí là xuống nữa các bạn dưới 26.000 đô càng tốt dưới 25 đô thì càng tốt và chỉ cần giữ được cái mức đó từ đây thứ sáu là được rồi thì chúng ta sẽ thấy được là ở bên put bên đánh xuống sẽ có lời rất là nhiều và ngược lại nếu như các bạn là đơn vị mà bán nhiều hợp đồng option thì các bạn muốn giá BTC ngược trở lên và giữ mức là 27.000 đô ngay thời điểm đáo hạn thì phần lớn những người hợp đồng sẽ bị lỗ chúng ta chỉ còn khoảng chừng là hai ngày nữa là sẽ đến thời điểm đó đó là cái thông tin lớn đầu tiên thông tin lớn thứ nhì đó chúng ta lại tiếp tục nghe những cái tài liệu về nợ trần các bạn các bạn đã biết là cuối tuần đó thì chúng ta đã thấy là Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy cũng đã gặp với lại bên Nhà Trắng và Tổng thống Joe Biden cũng không có kết quả. Hôm nay là tiếp tục gặp nhưng mà cho tới bây giờ vẫn chưa có kết quả. Mặc dù là chúng ta thấy được là cả hai bên đều đã có một cái sự lạc quan hơn và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy nói là tiếp tục có nhiều cái tiến triển trong cuộc đàm phán này nhưng mà cho tới bây giờ đó thì vẫn chưa có bất cứ một thỏa thuận gì hết mà chúng ta bây giờ là đếm theo ngày thôi các bạn. Trước đây chúng ta nói tới nợ trần là cho nó tới tháng 6 thì còn vài tháng còn vài tháng bây giờ chúng ta chỉ đếm theo ngày và chúng ta thì được là tính cho tới bây giờ chỉ còn 8 ngày nữa thôi. Ngày mai đó thì chỉ còn có một tuần thôi các bạn. Cái thời gian ngày càng rút ngắn lại, rút ngắn lại Tuy là chúng ta đọc bất cứ thông tin gì và ngay cái bản thân thường cũng là không có nghĩ là chúng ta sẽ có một cái sự kiện mà chưa từng xảy ra trong lịch sử của Hoa Kỳ. Đó chính là Hoa Kỳ sẽ không nâng nợ chừng đúng hạn dẫn đến là trả chở nợ. Tuy điều đó là điều mà nhiều người cho là khả năng cực kỳ thấp nếu nói là không thể xảy ra. Và bản thân thường cũng nghĩ như vậy nhưng mà càng ngày chúng ta lại càng tới gần cái ngày đó. Và ngày đó là ngày nào các bạn, thực ra chúng ta không có một ngày nào mà gọi là ấn định là nếu như đến ngày này không có cái nợ trần nâng lên thì Hoa Kỳ sẽ Giống như nhiều bạn nói là vỡ nợ à, Nhưng mà chúng ta có thể nhìn vào Cái số lượng tiền Mà Bộ Tài chính đang có hiện bây giờ Thì ở thời điểm ngày hôm qua đó, Bộ Tài chính của Hoa Kỳ Còn khoảng chừng là 68.3 tỷ đô la Họ có thể là dùng được Và cái số này đã, đã trở về cái mức thấp à, Kể từ năm 2021 Có nghĩa là chúng ta cũng đã từng thấy à, Bộ Tài chính có con số lượng tiền à, Mức thấp như thế này rồi Và điều này khiến cho nhiều người lo lắng Và chúng ta lại đọc những cái thông tin Giống như là cái À, người này ở trên Twitter đó thật ra chia sẻ những thông tin này đó nó mang cái tính chất hù dọa mọi người hơn là sự thật như thế nào các bạn giống như người này nói là chúng ta nhìn thấy bộ tài chính của Hoa Kỳ đó chỉ còn khoảng chừng là 60 tỷ đô la còn lại mà thôi mà nếu như mà tiếp tục sử dụng tiền như bây giờ đó thì có thể là tới thứ sáu này là bộ chính Hoa Kỳ sẽ hết tiền và thậm chí còn âm tới 18 tỷ đô la những thông tin như thế này đã khiến cho nhiều người cực kỳ lo lắng wow tưởng đâu phải đợi tới ít nhất ngày 1 tháng 6 thì mới hết tiền. Tại sao bây giờ lại tới thấy thứ sáu này là hết tiền rồi? Khiến cho nhiều người đó lại càng hoang mang hơn các bạn. Và chúng ta lại thấy được những cái thông tin như là Fitch, Fitch là một cái công ty họ xếp hạng những cái nợ, điểm tín dụng các bạn. Thì bây giờ đó tuy là họ vẫn chưa có nói gì về nợ của Hoa Kỳ nhưng mà họ nói là vì cái sự kiện đàm phán nợ trần chưa kết quả, cho nên họ sẽ chú tâm nhìn vào tiến triển của tín dụng của Hoa Kỳ có nghĩa là bất cứ lúc nào nếu như mà họ cảm thấy không ổn đó thì họ có thể là đưa ra một cái xếp hạng không được tốt đối với lại tín dụng của Hoa Kỳ và đương nhiên điều này là không ai muốn rồi các bạn nhưng mà ngay cả Fitch cũng nói là họ không có nghĩ là sẽ có chuyện gì xảy ra đâu họ nghĩ là Washington có nghĩa là ở bên Nhà Trắng và bên Quốc hội đó thì sẽ có được một cái thỏa thuận trước khi mà Bộ Tài chính hết tiền nhưng mà dù sao đây nữa như thường vừa chia sẻ đó mỗi một ngày chúng ta càng đến gần cái ngày mà gần hết tiền đó thì mọi người lại càng lo lắng lên cái sự lo lắng nó tăng lên và cứ tăng lên cái lòng tin của mọi người đang ngày lại càng giảm xuống các bạn cũng giống như là khi mà chúng ta nhìn thấy những tài sản giống như chúng ta nói tới BTC đi khi mà BTC bắt đầu giảm xuống đó, thì phần lớn mọi người cũng không quan tâm nói đây là cơ hội tích lũy thêm ở đây là một cái đợt điều chỉnh nhẹ mà thôi để lấy chớn để tiếp tục tăng lên nhưng mà khi mà giá BTC không tăng mà lại tiếp tục giảm nữa thì càng giảm lòng tin mọi người lại càng lung lay thì chúng ta có thể áp dụng tâm lý đó với là những người mà đầu tư chứng khoán thì bây giờ khi mà họ nhìn thấy là ngày qua ngày vẫn chưa có kết quả và cho dù cái khả năng đó thấp cỡ nào lỡ như nếu như lỡ như mà nợ trần không được thông qua tại vì quan điểm chính trị khác nhau thì sẽ dẫn đến một cái cuộc diện không ai đã tương tự các bạn và đó cũng là một trong những yếu tố dẫn đến chúng ta thấy là chứng khoán rất là đỏ trong vòng mấy ngày qua và tôi nghĩ ít như vậy nó cũng ảnh hưởng đến những thị trường khác như là chúng ta thấy được là thị trường vàng cũng đỏ chúng ta nhìn thấy được là BTC cũng sẽ bị một phần ảnh hưởng Tại sao vậy các bạn? Tại vì không ai biết được là nếu như mà có chuyện đó xảy ra thì uh, mọi thứ sẽ ra sao hầu như là không có thể đoán trước được tại vì chưa bao giờ có chuyện đó xảy ra các bạn Và nói tới uh, điều này đó thì chúng ta thấy được là những cái thông tin như là người này chia sẻ ở trên Twitter đó thì nó chỉ đúng một phần mà thôi thực sự đó thì chúng ta biết là bộ tài chính thì vẫn nhận được thuế đến từ những thương nghiệp từ những người dân và chúng ta có thể lấy một ví dụ là ngày hôm nay đó thì cái số lượng tiền của bộ tài chính đã tăng ngược trở lên ở mức là 76.5 tỷ đô la cho nên tuy là chúng ta tính theo cái cách đơn giản là còn sáu mấy tỷ thì mỗi ngày sau bao nhiêu thì cứ trừ thì tới thứ sáu này là hết tiền nhưng mà thật ra vẫn còn tiền thuế đi vào cho nên cái ngày mà Bộ tài chính sẽ hết tiền nên cái ngày đó rất là khó đoán các bạn Tại vì có những thứ mà bộ tài chính không có thể quản lý được là khi nào tiền vào Tiền chi ra thì họ biết nhưng mà tiền vào bao nhiêu và khi nào vào đó thì họ khó tính toán hơn Cho nên lúc nào chúng ta cũng nghe những cái ước tính là đầu tháng 6, ngày 1 tháng 6 Rồi nhiều người nói là 15 tháng 6 à, Nhiều người nói là có thể là cầm cự đến hết tháng 6 Tại vì chúng ta không ước tính được cái số lượng thuế đi vào là sẽ là bao nhiêu Và có thể cầm cự được bao nhiêu lâu Và nhất là càng đến gần cái ngày mà hết tiền đó thì có thể là bộ tài chính sẽ lựa chọn đóng bớt một dịch vụ gì đó để có thể tiết kiệm tiền để kéo dài hơn đó là những cái mà chúng ta thực sự không biết được cho nên chúng ta mới thấy là quốc hội đó, thì lúc nào cũng hỏi bộ uh, tài chính là chừng nào thì mới hết tiền các bạn bộ tài chính thì là cũng la làng là có thể hết tiền sớm nhất là ngày 1 tháng 6 Quốc hội và tổng thống Joe Biden thì đang dằn co với nhau uh, để xem coi là ai sẽ là người lùi bước trước. Đó giống như là một trò chơi chính trị nhưng mà đối với lại bộ trưởng tài chính Janet Yellen thì đang ngồi trên tấm lửa các bạn và đối với lại những nhà đầu tư đó thì họ ngày lại càng quan mang hơn đó là tình hình hiện tại liên quan tới nợ trần rồi chúng ta lại có thêm một cái thông tin ngày hôm qua đó khiến cho nhiều người cực kỳ lo lắng các bạn đã biết là trong vòng khoảng chừng một năm qua đó thì hầu như với cái sự tăng lãi suất khắp nơi chúng ta thấy được là những cái thông tin liên quan tới phần trăm lạm phát à, đến từ không những là Hoa Kỳ mà còn ở Châu Âu hay là những quốc gia khác đó thì đều cho thấy được là lạm phát ít nhiều giờ được quản lý và cái phần trăm tăng trưởng nó đã từ từ chậm lại. Và đó là điều chúng ta đã chứng kiến ở Hoa Kỳ Nhưng mà đột nhiên đó chúng ta nhận được một cái chỉ số phần trăm lạm phát ở nước Anh Và nó không hề tốt các bạn Để các bạn hiểu rõ hơn đó, thì chúng ta nhìn vào chỉ số phần trăm lạm phát tính 12 tháng qua Giống như là CPI ở Hoa Kỳ đó thì chúng ta đã thấy được là cái tháng vừa rồi chỉ số là 10.1% ước tính là giảm xuống còn 8.3% nhưng mà sự thật đó là 8.7% các bạn. Có thấy nhiều bạn nói là 8.7% CPI cho nước Anh thì vẫn giảm so với lại 10.1 của tháng trước đó nhưng mà khi chúng ta nhìn vào tính từ tháng này qua tháng kia đó thì chúng ta được là cái phần trăm lạm phát đã tăng ngược trở lên 1.2% rồi chúng ta nhìn vào Core CPI đi Thì Core CPI là chính là cái chỉ số phần trăm lạm phát mà không tính lương thực và thực phẩm đó. Thì chúng ta đã thấy được là cái tháng vừa rồi là 6.2 Tháng này ước tính ở nước Anh cũng là 6.2 tương tự như là Hoa Kỳ các bạn Nhưng mà chúng ta đã thấy được là Core CPI là 6.8% Tăng 1.3% từ tháng rồi đến tháng này các bạn Đây là những chỉ số rất là xấu khiến cho nhiều người lo lắng tại sao tại vì họ nói nếu như mà nước anh có dấu hiệu này thì có khả năng cpi tháng này ở hoa kỳ đó lại cho chúng ta một bất ngờ xấu hay là không và điều đó đương nhiên sẽ ảnh hưởng rất là xấu đối với lại à, lãi suất các bạn fed lại sẽ tăng lãi suất nữa cho nên chúng ta thấy được đây cũng là một trong những yếu tố khiến cho mọi người lại tiếp tục lo lắng màu đỏ sẽ hiện khắp nơi nói chung thì không có gì mới mẻ hết các bạn vẫn là những sự lo lắng đó chỉ là chúng ta có nhiều thông tin mới hơn mà thôi và đối với lại Fed thì chúng ta cũng đã biết là cuộc họp của Fed tháng 5 cách đây 3 tuần thì sau khi họp đó, Chủ tịch John Powell cũng đã có một buổi họp báo nhưng mà sau đó 3 tuần thì sẽ có cái văn bản họp chính thức và mọi người chờ đợi để xem coi là trong văn bản này có gì khác so với lại những gì được chia sẻ bởi Chủ tịch John Powell hay là không thì câu trả lời là không có các bạn và thật ra đó trong văn bản này cho thấy được là mặc dù quyết định tăng lãi suất cách đây 3 tuần đó là tăng thêm 0.25% đã được nhất trí thông qua bởi những quan chức của Fed nhưng mà văn bản cuộc họp đã phản ảnh sự bất động về động thái tiếp theo nên làm gì có nghĩa là bây giờ chúng ta được là những quan chức của Fed hầu như là chia hai phe, một phe nghĩ là đã đủ rồi, chúng ta nên nhân tăng lãi suất để xem coi là khi lãi suất này tiếp tục thấm vào trong thị trường, tại mình nó sẽ có một cái sự trì hoãn thì uh, phần trăm làm phát sẽ ra sao? Nó tốt hơn là cứ tăng và tăng mãi. Một bên kia thì nói là không, chúng ta phải tiếp tục tăng, tiếp tục nhiều hơn nữa. Bây giờ hầu như bạn cho thấy là chúng ta đã có một sự bất đồng rồi và đây là một cái điều mới so với những cái văn bản trước đó các bạn nhưng mà trước đó đó thì hầu như là tất cả đều đồng lòng tháng nào cũng đồng lòng các bạn đồng lòng tăng bao nhiêu tăng 0.25 hay là tăng 0.5 nhưng mà đợt này chúng ta đã thấy được là bắt đầu đã có cái sự chia rẽ giữa hai phe cho nên cuộc họp tháng 6 này đó rất là quan trọng các bạn chúng ta muốn xem coi là cuộc họp tháng 6 này có tăng lãi suất nữa hay là không đó là điều rất là quan trọng trong khi chúng ta nhìn thấy được là nền kinh tế đó đã có nhiều dấu hiệu chậm lại rồi và chúng ta cũng tiếp tục nghe những thông tin liên quan tới sa thải nhân viên giống như là công ty Meta nghĩa là Facebook đó, thì đã tiếp tục thông báo là họ sẽ triển khai kế hoạch sa thải nhân viên đây là kế hoạch mà họ đã có trước đây rồi các bạn chứ không phải là họ chỉ mới thông báo ngày hôm nay trước đây đó thì họ đã có một lần sa thải khoảng chừng 11 11.000 nhân viên vào tháng 11 của năm ngoái rồi sau đó họ thông báo là trong năm nay sẽ có hai đợt sa thải một đợt sa thải là tháng vừa rồi các bạn và đợt này sẽ sa thải thêm nhân viên và tổng cộng à, trong hai đợt mới này sẽ sa thải là 10.000 nhân viên và họ đã bắt đầu triển khai kế hoạch này các bạn. Và lý do tại sao thì à, tại vì chúng ta thấy được là Facebook cũng giống như tất cả những công ty, họ bị ảnh hưởng bởi thị trường tài chính nói chung, và nền kinh tế thì bây giờ đang yếu các bạn. Khi mà nền kinh tế yếu thì những công ty à, họ sẽ không có thu nhập như trước đây. Khi mà họ không có thu nhập như trước đây thì họ sẽ không có mua quảng cáo trên Facebook. Họ bị ảnh hưởng rất là nhiều các bạn cho nên chúng ta đã thấy được là Facebook À, đã ra quyết định là sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch này và cổ phiếu Facebook ngày hôm nay đó thì vẫn tăng các bạn và thực ra cổ phiếu này đã tăng 180% từ khi mà đạt cái mức là 89 đô là cái đáy của tháng 11 đó thì từ cái mức 89 đô đã tăng lên 246 đô 180% trong thời gian chỉ có khoảng chừng 6 tháng mà thôi. Cái phần trăm tăng trưởng không hề nhỏ tại vì sao? Tại vì những nhà đầu tư đó thì họ lạc quan hơn khi mà họ thấy là Facebook đã khẩn trương để mà cắt giảm chi tiêu. Tại vì nếu như mà không có thu nhập như mong muốn thì họ phải cắt giảm chi tiêu để có thể bảo tồn được lợi nhuận và đó là điều mà Facebook đã làm các bạn. Và chúng ta cũng có thể thấy được đây là cái điều các bạn nên hiểu ngay cả những bạn nào mà đầu tư thì cũng nên hiểu như thế này. Mỗi lần mà chúng ta thấy được là giá cả đi xuống Tương tức xấu đó thì mọi thứ là trở nên bi quan hơn Mà nhất là càng xuống thì mọi người lại càng bi quan hơn Nhưng mà chúng ta phải nên hiểu Tới một mức nào đó đó thì những người nào mà cần bán họ sẽ bán Và những người ở lại họ sẽ không bán Và đó chính là lúc chúng ta thấy mọi thứ nó sẽ hồi phục trở lại đó là điều chúng ta đã thấy trong năm 2018 khi mà giá cả xuống tới mức khoảng chừng 3.700 đô đợt này đó thì vẫn còn có nhiều sự tranh cãi có phải là 15.000 đô hồi tháng 11 đã là mức đáy rồi hay chưa thì tương lai sẽ câu trả lời nhưng mà tới một mức nào đó đó thì những người bán sẽ không còn bán nữa và giá cả chỉ có thể tăng từ đó mà thôi và cũng tương tự các bạn ở trong thương nghiệp đó thì khi mà kinh tế xấu thì những công ty họ sẽ sa thải nhân viên, họ sẽ cắt giảm chi tiêu để có thể sống sót qua cái thời điểm này và nếu như họ không có sống sót được thì họ sẽ bị khai phá sản và tới bước đầu đó thì những công ty nào cần khai phá sản họ đã khai phá sản rồi những công ty còn lại họ sẽ cắt giảm chi tiêu cho đến khi họ có lợi nhuận rồi từ đó họ sẽ gây dựng lại đó là điều các bạn nên hiểu đây và đó cũng là những gì mà facebook và những công ty như netflix đã làm từ năm ngoái tới bây giờ và chúng ta cũng đã thấy là ở trong crypto chúng ta cũng có à, nhiều dự án cũng đã có những cái quyết định là sa thải nhân viên để bảo tồn cái vốn hóa của họ để họ có thể tiếp tục những quyết hand những paper hand những người tay yếu đã rời khỏi thị trường này rồi phần lớn những người còn lại cho tới bây giờ những người mà ở lại thị trường này hơn một năm qua là những người đã có một lòng tin nhất định trong thị trường này và Điều mình không muốn chia sẻ ở đây đó là chúng ta vẫn thấy là cái sự ảnh hưởng của nền kinh tế đang chậm lại thì Fed phải đối đầu với nhiều thứ đó các bạn chứ không phải là chỉ nhìn vào chỉ số CPI đâu. Tôi sẽ chia sẻ một bài viết ngắn với các bạn liên quan đến tình hình của Fed hiện bây giờ. Nhưng mà ngay thời điểm này đó thì chúng ta đã thấy được là cái phần trăm CME cho thấy là 35% vẫn nghiêng về là Fed sẽ tăng lãi suất thêm một lần nữa các bạn, tăng 0.25. 64% cái phần nhiều hơn đó thì vẫn nghiêng về là Fed sẽ không tăng lãi suất nữa. Nói chung thì sau khi mà đọc cái văn bản Fed ngày hôm nay đó và những gì được chia sẻ trong vòng hơn một tuần qua bởi nhiều quan chức của Fed thì rất rõ ràng là chúng ta có một cái sự thông đồng thuận ở đây. Thậm chí thuận nghĩ là chúng ta hoàn toàn có thể thấy hai con số này nó bắt đầu cân bằng với nhau 50-50 tại vì chúng ta thấy có một cái sự bất đồng với những quan chức của Fed.